mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thấy người kế tiếp là Huỳnh Ngọc Thạch, 10 tuổi, ở Tân Lập Hòa An, huyện Cống Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Anh này mới là bị nhiễm corticoid. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì, con tên là Huỳnh Ngọc Thạch, năm nay con 10 tuổi. Con ở huyện Cống Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Khi con 1 tuổi, ba mẹ phát hiện con bị bệnh nên đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng Một để khám. Bác sĩ nói con bị bệnh hội chứng thận hư rồi cho con uống thuốc. Bác sĩ nói bệnh này phải uống thuốc suốt đời. Con uống thuốc bệnh không giảm mà còn nặng hơn. Mỗi khi phù là phải uống tăng thêm thuốc. Lúc không phù thì uống 6 viên thuốc, còn phù thì phải uống 12 viên. Lúc đó con ăn mặn thì người con phù lên rất là to, nên con ăn lạc tính tới nay đã 9 năm rồi. Khi đó con ở Bệnh viện Nhi Đồng Một, bác sĩ nói bệnh tình của con rất khó chữa. Rồi ba mẹ nghe nói chùa Long Hương có cách chữa bệnh bằng phương pháp thực dưỡng nên ba mẹ đưa con vào để được khám và tư vấn. Con được thầy trụ trì trực tiếp khám và tư vấn. Thầy hướng dẫn con nhịn đói 3 tuần. Lúc con bị sụt hết 3 kg, con thấy người con khỏe hơn trước nhiều. Ba mẹ con rất mừng. Sau đó thầy hướng dẫn con ăn sáng dai trong 2 tuần. Sau 2 tuần đó thầy hướng dẫn con ăn số 7. Nhớ lúc nhìn ăn con bị sổ độc, đi tiêu chảy nhiều lần, phân đen và hôi. Đến tháng 8 năm 2018, con đã theo phương pháp này đã 5 tháng thì ba mẹ đưa con vào xét nghiệm lại thì bác sĩ nói con đã hết bệnh. Bác sĩ có hỏi chữa ở đâu mà hết, con trả lời là con tới chùa Long Hương ăn cơm gạo lứt muối mè, ăn hết. Con mừng lắm. Trước đây ngày nào con cũng uống thuốc tây. Từ lúc gặp thầy con không phải uống thuốc tây nữa, không phải cự ăn mặn nữa. Trong quá trình điều trị theo phương pháp của thầy, con ốm được 10 kg. Con hết bệnh. Con xin cảm ơn thầy. Con mong có nhiều bạn đang bị bệnh giống con sớm biết được phương pháp ăn gạo lứt muối mè để cũng được hết bệnh như con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gia đình có còn giữ tấm hình cái lúc mà nó mập không? Có cho chú này, không biết hồi trước nhớ tôi có chụp. Chứ ta thấy có 10 tuổi mà dám ngon lành nhịn ăn 3 tuần. Thật ra bệnh đó không còn giải pháp thứ hai ngoài nhịn ăn. Và lúc mà cho chú này nhịn ăn thì tôi cũng phải thuyết phục cha mẹ. Tại cha mẹ là người kề cận bên. Và tôi cũng không nghĩ là ảnh ngon cả đó. Nó nghĩ là nhịn tuần ảnh ăn ra. Nhưng mà tiếp tục nhịn tuần thứ hai là ảnh còn ngon lành, ảnh nhịn tiếp xuống tới 3 tuần. Thì cái kết quả mà nó có những cái chúng ta thấy là cái phải dùng thuốc nó bị thừa rồi. Phải dùng đến từ như vậy, bị nhiễm corticoid là rất là khó giải phóng ra khỏi cơ thể rồi. Và sau này nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà thận hư, lọc thận và liệt cơ, đủ thứ chuyện ở bên sau đó. Thì chúng ta thấy là thừa thì không được nạp vô nữa. Nguyên lý vậy thôi. Nhưng mà phải có đủ cái đầu để có thể làm đúng cái chương trình đó. Cho nên có những bệnh nhân mà thực sự hết bệnh là họ làm rất đúng cái điều mình đưa ra. Tức là cái liệu trình trị á, từng bước một. Có khi những bệnh nhân nặng chúng tôi hẹn là 1 tuần, có khi hẹn 2 tuần, có khi hẹn 1 tháng. Nhưng mà nếu làm đúng thì hiệu quả rất là cao. Ở đây có ai nhịn được 3 tuần không ta? Chưa có không? Vậy là anh bé này là số 1 rồi đúng không? Anh chúc ra thưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.